Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn chúc quý vị có buổi chiều có nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc bên gia đình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tuấn Nguyễn trở lại thành phố Bình Dương, chính thức là thành phố Di An. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị và các bạn một căn nhà mặt tiền đường. Đấy, view bờ hồ luôn. Đây bờ hồ của chúng ta đây quý vị. Đấy, cực kỳ đẹp. Khu này như quý vị đang nhìn trên màn hình Tuấn Nguyễn đây. Ở trên đây là có một cái công viên cây xanh và khu biệt thự quý vị nhá. Đấy, đây là những quán ăn, quán cà phê, view bờ hồ. Đó, quý vị thấy không? Ở đây rất là đẹp. Tuyệt đẹp luôn. Quý vị về đây mà mua căn nhà này kinh doanh buôn bán ở và nghỉ dưỡng thì cực kỳ đẹp, cực kỳ tuyệt vời. Bởi vì quý vị biết là ở đây quý vị thấy cây xanh rất nhiều đúng không ạ? Ở đây không khí trong lành mát mẻ. Đấy. Rất là phù hợp cho những cô chú lớn tuổi. Đó, về hưu hoặc là chúng ta kinh doanh buôn bán thì mặt tiền đường thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà các cô chú lớn tuổi về đây thì phải nói là tuyệt vời. Đây quý vị nhìn này, đấy view bờ hồ cực kỳ đẹp luôn. Đó, bờ hồ bên kia quý vị nhá. Bên kia đường. Đấy, cắt căn nhà chúng ta khoảng 20-30 mét thôi. Vâng, và thưa quý vị, Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị căn nhà mặt tiền đường này luôn, đúng không? Đường nhựa này là khoảng 15 mét, lối vỉa hè cây xanh đi bộ hai bên mát rượi như thế này. Và đây là căn nhà mà Tuấn Nguyễn muốn giới thiệu với quý vị này. Đây là căn nhà này quý vị nhá. Đó, căn nhà đây của chúng ta đây quý vị. Đấy, Tuấn Nguyễn quay bên hông nhá. Tuấn Nguyễn quay bên hông cho quý vị xem. Đấy, căn nhà mới rất là đẹp. Và thưa quý vị, căn nhà này mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán đắc địa. Đấy, view bờ hồ hướng nam quý vị nhá. Đấy. Nhà này hướng nam. Diện tích của chúng ta là chiều ngang 5 m, chiều sâu là 20 m. Đấy, có sổ hồng và thổ cư là 100%. Đấy. Căn nhà này thiết kế là một lầu, một tầng trệt, hai tầng lầu. Đấy. Quý vị nhìn con đường rất là đẹp đúng không ạ? Đường lớn. Mát mẻ, không khí trong lành như thế này. Và đây quý vị, căn nhà chúng ta đây. Căn nhà chúng ta thì có trước, phía trước cũng có, lúc trước cũng có kinh doanh dịch vụ cầm đồ quý vị nhá. Đấy, bây giờ vì công việc chuyển công tác, chuyển nơi làm việc cho nên chủ nhà muốn bán căn nhà lại cho quý vị và các bạn. Đấy. Căn nhà này thiết kế một tầng trệt hai tầng lầu, có một phòng thờ, đấy, một sân xe hơi lớn và có ba nhà vệ sinh. Đấy. Đặc biệt là có hai phòng khách luôn quý vị nhá. Giá rất là rẻ. Đấy, chút xíu nữa thì Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị xem. Ở phía bên ngoài này chúng ta có bốn cánh cửa sắt đúc CNC này. Đấy, sơn màu đồng và màu xám. Phía trong này là không gian của sân xe hơi. Đấy, sân xe hơi rộng rãi. Đây thì quý vị có thể để xe tải được, chứ đừng có nói xe bán tải quý vị nhá. Đậu xe tải 5-7 tấn được luôn. Rất là rộng rãi, trên trần chỉ thạch cao này. Đấy, còn rất là mới. Hai bên tường là chủ nhà xây gạch tường 20. Và kế tiếp chúng ta có một cánh lớp, bốn cánh cửa nhôm sinh pha. Đó. Chúng ta bước lên phòng khách. Đây quý vị, chúng ta có một cái bậc đá hoa cương. Bước lên phòng khách. Nền thì chủ nhà dán gạch đá bóng kiếng khổ 80 vân đá màu trắng xám. Hai bên tường này tranh ảnh từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong rất đẹp. Phòng khách cực kỳ rộng rãi. 5 x 20. Có sổ hồng và phun thổ cư thì chủ nhà chỉ thiết kế ở phía dưới tầng 1. Chúng ta có một sân xe hơi này quý vị này. Đó, sân xe hơi rộng rãi để mọi xe tải luôn quý vị nhá. Để xe tải nặng luôn đấy, 7-8 tấn luôn. Đây, view bờ hồ. Đấy, cách có 30 mét thôi là chúng ta bước ra bờ hồ rồi. Đấy, ở đường trước thì quán cà phê, quán ăn, quán nhậu. Đấy. Rất là full. Đây quý vị nhìn phòng khách rất rộng. Căn phòng khách này cực kỳ rộng luôn. Đấy. Và Tuấn Nguyễn cũng đã tư vấn với chủ nhà thì chủ nhà thống nhất với chúng ta là chỉ bán căn nhà này thôi quý vị nhá. Và cái đồ nội thất thì chủ nhà sẽ dọn đến khu vực căn nhà khác. Tiến vào bên trong này chúng ta có khu vực phòng ăn và phòng bếp. Đấy. Được giật cấp lên khoảng 10 phân cao hơn để dễ bề cho quý vị và các bạn là khi chúng ta lau nhà lau cửa này, dọn nhà dọn cửa rất là dễ dàng và thoát nước rất nhanh đúng không ạ? Khu vực phòng ăn phòng bếp này thì rộng rãi, có hai dàn tủ bếp trên dưới bằng gỗ sồi thì theo Tuấn Nguyễn nghĩ thì chắc chắn là những cái nội thất mà dính ở trên tường như thế này thì chắc chắn chủ nhà cũng tặng cho quý vị thôi, còn những cái mà rời ở ngoài thì chủ nhà sẽ không tặng cho chúng ta quý vị nhá. Đây trần chỉ thạch cao này. Đó.
đây quý vị. Ở phía sau thì chúng ta có một nhà vệ sinh ở dưới và lối thoát hiểm với nhau. Nhà vệ sinh dưới trệt này, đấy, đầy đủ công năng sử dụng luôn. Đấy. Thì nhà này thì Tuấn Nguyễn nói thật với quý vị là hiện tại không có người ở, quý vị nhá. Ở phía sau chúng ta có lối thoát hiểm 2m. Ở trong khu dân cư này thì ai cũng phải nhà nào cũng phải trừ ra 2m ở được phía sau, quý vị nhá, làm lối thoát hiểm. Cho nên ở những căn nhà như thế này rất là an toàn. Và thưa quý vị, thì như Tuấn Nguyễn đã nói với quý vị rồi, hiện tại căn nhà này không có người ở, cho nên nó đồ đạc nó cũng hơi bừa bộn. Mong quý vị xem được cái video này, quý vị cũng hết sức thông cảm, quý vị nhá. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị lên lầu 1 để chúng ta tham quan cái công năng của cái lầu 1 và lầu 2 ở trên sân thượng nữa. Đây là bậc cầu thang này. Bậc cầu thang chúng ta có trụ bằng gỗ sồi nguyên khối lớn và tay vịn bằng gỗ sồi luôn, kết hợp với kính cường lực này. Bậc lên xuống bằng đá hoa cương đen và trắng, rộng 1m. Đấy, chúng ta lưu thông rất là dễ dàng. Thì đây Tuấn Nguyễn cũng quay để cho quý vị biết, đây là những cái khu vực mà tường mà nó bị mốc, quý vị nhá. Đó là không có người ở đây cho nên là không có lau chùi dọn dẹp được. Thì Tuấn Nguyễn cũng review rất là chân thực để cho quý vị biết, đúng không ạ? Trên đây chúng ta có phòng ngủ đầu tiên. Đây quý vị nhìn là quý vị biết là không có người ở đây rồi, đúng không ạ? Đồ đạc này chất tùm lum như thế này này. Đấy, hết sức là quý vị thông cảm giùm Tuấn Nguyễn, đúng không ạ? Đấy. Thì những cái đồ này thì thực ra nó không có giá trị cao. Thì chắc chắn là chủ nhà sẽ tặng cho quý vị thôi, đúng không ạ? À, quay hẳn là quý vị cũng không quan tâm, Tuấn Nguyễn xin lỗi, đúng không ạ? Đây, chúng ta có nhà vệ sinh số 2 này quý vị này. Đấy, nhà vệ sinh thì đầy đủ công năng sử dụng, đồ nội thất cũng rất là tốt. Phía trước đây là phòng ngủ số 2. Căn nhà này thì toàn phòng ngủ master thôi quý vị nhá. Đây, quý vị thấy này. Phòng ngủ số 2 thì không có làm phòng ngủ cho nên chủ nhà để bộ bàn ghế đây quý vị. Đấy, nhưng mà đây là phòng ngủ quý vị nhá, phòng ngủ master. Đấy. Chủ nhà để ghế nệm rồi và giường nệm rồi tủ quần áo rồi rất là nhiều. Đó quý vị xem. Rất là nhiều luôn, đồ cực kỳ nhiều. Phía trước chúng ta có một cái sân thượng rất là lớn. Đây quý vị, sân thượng này thì để bộ bàn ghế đá trên đây, chiều về chúng ta nhâm nhi vài ly rượu, vài ly chè trà ở trên đây thì phải nói là tuyệt vời. Đây quý vị, phía trước công viên bờ hồ, đây là hà nhà hàng, quán ăn quán nhậu ở đây hết quý vị nhá. Đó quý vị thấy không, ở đây phải nói là tuyệt vời, không khí trong lành, mát mẻ suốt cả ngày luôn. Cây xanh cao lớn như thế này thì rất là mát. Đó. Và đây là cái hình ảnh của căn nhà chúng ta đây. Một cái hình ảnh căn nhà tân cổ điển rất là đẹp. Đó. Bên ngoài thì dáng vóc của tân cổ điển đúng không ạ? Bên trong thì chúng ta thiết kế theo cái kiểu nhà Thái hiện đại. Đấy. Ở trong những cái phòng ngủ master này thì có những nhà vệ sinh rất là ok. Quý vị nhìn này, bồn tắm nằm này, đấy, trần chỉ thạch cao các thứ, bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi ở đây rất là rộng rãi. Này quý vị nhìn đây, căn nhà này thì theo Tuấn Nguyễn nhìn, cái cảm nhận của Tuấn Nguyễn là có hai căn nhà dồn cái đồ đạc lại, cho nên căn nhà này rất là bề bộn, rất là nhiều đồ quý vị nhá. Đấy, chúng ta có thể dùng cái từ là rất là nhiều đồ chứ không phải là bề bộn. Đấy, bề bộn là người ta không dọn đúng không, còn là đây là nhiều đồ thì người ta gom cả ở các nhà khác lại đây cho nên rất nhiều đồ. Ở giữa chúng ta có một cái giếng trời này, giếng trời rất đẹp quý vị nhá. Đây quý vị nhìn kỹ này, ở trên sáng bóng luôn đúng không, không có bị ngấm nước ngấm nước gì hết. Đấy, nhà đúc ở trên trần đúc hết quý vị nhá. Đây có cây xanh ở lối đi bộ này. Đặc biệt quý vị xem video Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị, căn nhà này giá rất rẻ nhé.
Đây là khu vực sân phơi. Khu vực sân phơi này thì chủ nhà để rất là rộng. Này quý vị nhìn này, cực kỳ rộng để khu vực sân phơi với lại máy giặt ở khu vực này. Và đây là phòng số 3. Phòng này thì chắc chắn là cho khách khứa thôi, đúng không ạ? Khách tới chơi thì chúng ta sẽ bố trí cho khách ở khu vực này. Đấy, thì quý vị nhìn đồ đạc đây, không có người trông coi, không có người dọn dẹp cho nên rất là bề bộn quý vị nhá. Đấy, Tuấn Nguyễn nói thẳng luôn, nói rõ luôn để cho quý vị nắm. Đấy, quý vị không phải băn khoăn về vấn đề này, đúng không ạ? Đấy, một căn nhà rất đẹp, chỉ tiếc rằng là chủ nhà cũng có nhiều lý do không thể sinh sống ở căn nhà này được nữa quý vị nhá. Đây là phòng vệ sinh số 3 này. Đấy quý vị. Đấy, ở trên lầu 2. Đó, chúng ta có một phòng vệ sinh ở giữa để sử dụng chung. Và đây là phòng ngủ số 4. Phòng ngủ số 4 đây quý vị. Đây, đồ đạc cũng tấp ở đây. Đấy, máy lạnh Samsung 2 ngựa này. Đó quý vị thấy không? Không có ai ở cả. Rất là tiếc đúng không ạ? Người thì không có nhà để ở, không có nhà đẹp để ở, người thì có những căn nhà đẹp như thế này mà không sử dụng tới. Và cuối cùng đây là phòng thờ quý vị nhá. Phòng thờ của chúng ta đây. Đấy, một căn phòng thờ rất là nguy nga nghiêm trang đấy, và đẹp. Phía trước đây là ban công. Ban công trước. Đấy. Mở ra quý vị thấy mát không? Này, gió cây rất là mát. Đó, hướng của chúng ta là hướng nam. Quý vị nhá, hướng nam thì rất là mát rồi. Đây quý vị nhìn này. Chắc chắn những cái cô chú lớn tuổi về hưu rất là phù hợp với căn nhà này quý vị ạ. Bởi sao? Cái không khí trong lành mát mẻ, đúng không ạ? Còn ngoài cái công việc chúng ta kinh doanh buôn bán mặt tiền đường ra thì nó còn có cái không khí đấy, môi trường trong sạch. Đấy, mát mẻ như thế này rất là thích. Ở đây là công viên quý vị nhá, chứ không phải rừng núi đâu. Công viên ở trên đây là công viên cây xanh hết. Ở trên này là khu biệt thự hết, khu nhà giàu hết quý vị nhá. Ở phía trước Tuấn Nguyễn á, toàn là biệt thự không, biệt thự mấy chục tỷ ở trên đó không. Đấy, còn ở đây là bờ hồ quý vị nhá, công viên bờ hồ. Đấy, cho nên là chúng ta mới được có cái công viên, cái view đẹp như thế này đấy. Đấy, nhà chủ thì cũng rất là ăn nên làm ra, quý vị nhìn cái bàn thờ của người ta này, cực kỳ hoành tráng luôn, đúng không ạ? Rất là hoành tráng. Đấy, một căn nhà 5x20 có sổ hồng và phun thổ cư luôn. Đấy, công năng thì là 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, đấy, một sân xe hơi lớn, một phòng thờ, 2 phòng khách. Vâng, Tuấn Nguyễn review nhanh và bây giờ Tuấn Nguyễn cũng đồng thời báo giá cho quý vị và các bạn nắm được luôn. Thưa quý vị và các bạn, căn nhà này hiện chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá chỉ có 6 tỷ rưỡi thôi. Quý vị nhá. Một căn nhà 100m2 phun thổ cư. Đấy, mặt tiền công viên đẹp lung linh như thế này. Đấy, kinh doanh buôn bán được luôn. Đấy, nghỉ dưỡng thì cũng rất là tuyệt vời. Phòng nào phòng nấy mát xì tơ như thế này. Giá chỉ có 6 tỷ rưỡi thôi quý vị nhá. 6 tỷ rưỡi mà quý vị còn thương lượng quý vị nhá. Thương lượng rất là nhiều luôn. Đó. Quý vị xem được cái video này này, quý vị thấy căn nhà này đẹp đúng không ạ? Diện tích rộng, view bờ hồ, mặt tiền kinh doanh buôn bán được như thế này. Mà giá có 6 tỷ rưỡi còn thương lượng thì quý vị hãy nhấc máy lên ngay, gọi ngay cho Tuấn Nguyễn đúng không ạ? Kẻo chúng ta bỏ qua những cái cơ hội tốt như thế này. Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị tới đây gặp chủ nhà để chúng ta thương lượng giá cả quý vị nhé. Kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, nhà đất chính chủ không qua trung gian. Đấy, Tuấn Nguyễn là những người thứ ba nhưng chỉ đưa quý vị tới đây gặp chủ nhà và thương lượng giá cả thôi. Giá 6 tỷ rưỡi là chủ nhà đưa ra. Đấy, Tuấn Nguyễn không hề đôn giá, đội giá, không kênh giá. Quý vị cứ gặp chủ nhà và kiểm chứng lời Tuấn Nguyễn nói có đúng hay không, quý vị nhé. Vâng, ngoài ra Tuấn Nguyễn còn có rất nhiều sản phẩm trên Phú Mỹ Hưng quận 7, Thảo Điền quận 2, Khang Điền quận 9, Bà Rịa Vũng Tàu và có cả thành phố Đà Lạt mộng mơ, quý vị nhé. Quý vị có điều kiện mua những căn biệt thự đẹp, những ngôi nhà đẹp hoặc là nhất là khách nước ngoài, kiều bào nước ngoài muốn về Việt Nam sinh sống, quý vị đang cần những ngôi biệt thự đẹp đấy, có giá trị cao thì quý vị hãy liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn sẽ đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của quý vị và các bạn. Vâng, Tuấn Nguyễn đã review xong, báo giá cho quý vị rồi. Bây giờ Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo. Quý vị xem vui video vui lòng đăng ký kênh cho Tuấn Nguyễn với, cho Tuấn Nguyễn xin một nốt like
Quý vị hãy subscribe kênh, chia sẻ kênh, comment góp ý xây dựng kênh cùng Tuấn Nguyễn nhé. Quý vị hãy nhớ nhấn chuông để chúng ta có nhiều video mới mỗi buổi chiều. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.